Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí gia hạn hiệp ước về vũ khí hạt nhân cuối cùng còn sót lại giữa hai nước. Hai lãnh đạo đã điện đàm lần đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tuần trước. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, START mới, là trọng tâm của cuộc điện đàm do hiệp ước này dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5 tháng 2. Nhà Trắng cho biết hai bên đã nhất trí khẩn trương hợp tác để gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm nữa. Điện Kremlin hoan nghênh động thái này. Hiệp ước được được ký kết vào năm 2010 và được coi là nền tảng cho kiểm soát vũ khí toàn cầu, hiệp ước giới hạn số đầu đạn hạt nhân, tên lửa và máy bay ném bom chiến lược mà hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới này có thể triển khai. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé.